Ôi, oh, sự kiện <laughs> Vã cả mồ hôi ra hạ anh Le Jun nói hơn một tiếng đồng hồ mới đến cái sự kiện ra mắt những sản phẩm mới của chúng ta của Xiaomi Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về những sản phẩm nổi bật nhất Đó là chiếc Mix 4 kèm theo chiếc Mi Pad 5 Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Relab Đừng quên để lại một subscribe để bọn mình đạt đến công mốc 500.000 subscribers À, trước hết thì bọn mình xin cảm ơn các bạn à, trong suốt thời gian vừa qua à, các bạn biết hôm nay là ngày gì không ạ hôm nay là ngày sinh nhật 3 năm của Relap kể từ khi nó được đổi tên từ review dạo sang và đến thời điểm hiện tại thì chúng mình đã đi qua khá là nhiều năm tháng cùng nhau và cũng có được nhiều à, những cái thành tiệu nhất định <laughs> mình không biết thành tiệu này là lớn hay nhỏ nhưng mà bọn mình sẽ không thể có ngày hôm nay nếu không có các bạn nếu như mà bọn mình không phải dính cái sự giãn cách xã hội như thế này thì có lẽ chúng mình đã có nhiều những cái chương trình giveaway hơn. À, nhưng ở thời điểm hiện tại bọn mình chưa có bất cứ một cái update nào cả. Nhưng mà sau đây khoảng một vài ngày thì bọn mình sẽ còn quay trở lại với những chương trình hay ho. Thì bạn đừng quên theo dõi bọn mình nha. Ngày hôm nay thì là một cái sự kiện mà mình thấy rằng Ở uh, bên ra, Xiaomi họ hơi chú trọng vào cái việc là giới thiệu những cái uh, năm tháng đã qua. Có lẽ là bởi vì họ <laughs> hưởng ứng cái tinh thần của Relapse hay sao và mặc cho là họ ra mắt rất nhiều sản phẩm nhưng mình nghĩ rằng ngày hôm nay chỉ có hai sản phẩm mà chúng ta sẽ cần phải thực sự để tâm tới mà thôi đó là chiếc Mix 4 theo mình nói phía trên và tiếp theo đó chiếc Mi Pad 5 Hai thiết bị này thì mình không biết có về Việt Nam theo hàng chính hãng hay không. Tuy nhiên là theo như 7 S còn nói với mình thì nhiều khả năng những sản phẩm này sẽ được về Việt Nam theo dạng chính hãng các bạn nha. Ngoài ra thì 7 S còn có những sản phẩm Xiaomi đang có mức giá rất tốt, ví dụ như là Redmi Note 10S hiện tại có mức giá chỉ hơn 5 triệu mà thôi. Đặc biệt trong mùa dịch 7 S có chương trình là trợ giá mùa dịch, các bạn sẽ được giảm giá rất nhiều, ví dụ như là mua hai sản phẩm giảm 5%, tối đa 50.000, mua ba sản phẩm trở lên giảm 10%, tối đa 100.000. Ok, chiếc Mi Mix 4 Wow, không biết phải nói gì về chiếc máy này nữa Nhưng mà đây là chiếc máy mà các bạn cần phải nhớ nhé Là đã có hơn 100.000 đơn đặt hàng từ 5 ngày trước Mình thấy rằng để mà nhận định chung về chiếc máy này Thì mình thấy nó giống như là một cái phiên bản hoàn hảo hơn à, Một cái phiên bản gọn gàng hơn và mạnh mẽ hơn của chiếc Mi 11 Ultra Từ Xiaomi Mi Mix thế hệ đầu tiên Cho đến bây giờ thì họ mới cuối cùng cũng đã loại bỏ được đi Cái camera thông qua một cái cốc CUP Công nghệ này đã từng xuất hiện ở trên những ZTE Những uh, Vsmart Aris Pro rồi Và có khả năng là sắp tới chúng ta sẽ có Ở trên cả Z Fold 3 nữa Và camera này sẽ có cái độ phân giải là 20 megapixel Nói chung là chúng ta cũng không nên mong chờ quá là nhiều Nhưng chúng ta sẽ cùng đợi đến khi cái máy này Có mặt ở trên tay của Relap Để xem rằng là cái khả năng chụp ảnh của nó ra sao nha Máy sẽ mỏng hơn một chút Nhẹ hơn một chút Cụm camera cũng vì vậy mà được làm nhỏ hơn Chúng ta sẽ có màn hình là 6,67 inch cong nhẹ sang hai bên Và đây là tấm nền AMOLED à, với 1 tỷ màu Với cái camera ẩn trong màn hình thì mình đã nói rồi ở phía sau chúng ta sẽ có camera 108 megapixel và tất nhiên là chúng ta sẽ có ống kính periscope 8 megapixel, zoom được đến 50 lần và CEO Lê Jun cũng đã có chụp lại một vài bức ảnh để demo cho chúng ta. Kèm theo đó chúng ta sẽ có camera 13 megapixel, cái góc rộng là 120 độ. Và một trong những điểm mà mình thấy là ngon nhất mà có lẽ là ít người để ý, đấy là chúng ta sẽ có viên pin 4500 mAh nhưng đổi lại đó là sạc nhanh 120W, sạc 15 phút là đầy 100% pin rồi và kèm theo đó là chúng ta sẽ có bộ sạc không dây. Đây cũng là sạc nhanh luôn, 50W, 45 phút là đầy 100% pin. À, mình không có để ý lắm bởi vì toàn bộ cái sự kiện của chúng ta chỉ là bằng tiếng chung mà thôi. Và <laughs> khi mà CEO có nói thì đúng thật là tai mình nghe kiểu vịt nghe sấm ấy. Bây giờ mà bảo mình nói tiếng Trung cho mình biết mỗi câu, nhỉ chưa Yinanr? hết thế nên là mình xin mạnh dạn đoán là chúng ta sẽ không có uh, sạc được kèm theo các bạn nhá và các bạn thấy là chúng ta sẽ có thêm cái sạc là khoảng 599 tệ bán kèm theo nữa đây là sạc không dây uh, có thể đây sẽ là cái phiên bản bảo vệ môi trường nhưng mà nếu bán ở ngoài thị trường quốc tế thì chắc chắn là giống như mi 11 thôi chúng ta vẫn sẽ có sạc kèm theo máy về vi xử lý chúng ta sẽ có Snapdragon 888 cộng và theo như nhà sản xuất thì um, chưa có test game gì cả nhưng mà đổi lại thì chúng ta vẫn sẽ có được những cái uh, nhiệt độ sạc nó mát mẻ hơn một chút so với những thế hệ trước đó là về Mi Mix 4 có một cái sản phẩm tiếp theo mà nhiều người nói là có thể là không ra mắt nhưng mà cuối cùng lại ra mắt đó chính là chiếc Mi Pad 5 và Mi Pad 5 Pro <laughs> lúc mà Seo Lee Jun có uh, trình diễn những cái phần này ở trên màn hình thì mình với thằng Thành kiểu ui iPad à và đúng như vậy, CEO Lejun cũng lấy chính những chiếc iPad Air và chính những chiếc iPad Pro ra để so sánh hai máy với nhau luôn ngay trực tiếp tại sự kiện của chúng ta. Mi Pad 5 và Mi Pad 5 Pro sẽ đều có chung những cái điểm đó là màn hình 11 inch, Độ phân giải là 2.5K với mật độ điểm ảnh là 275 ppi Toàn bộ những thông số này đều là nhỉnh hơn so với những chiếc iPad Pro của chúng ta Và chúng ta vẫn sẽ có đây là màn hình LCD mà thôi Nhưng có HDR10 và kèm theo là tần số quét 120Hz Chúng ta có luôn ở chu tông luôn các bạn nha Năm nay chúng ta sẽ có MIUI uh, riêng dành cho pet Kiểu như là iPad OS Nhưng mà đây sẽ là một phiên bản nó được tối ưu hơn Dành cho những cái màn hình to giống như ở trên Mi Pad 5 và Mi Pad 5 Pro Điểm khác biệt của hai phiên bản này đó là ở thời lượng pin nó sẽ chênh nhau một chút và chúng ta sẽ có là 67W sạc nhanh. Với chiếc Mi Pad 5 Pro thì 67 phút là sạc đầy 100% rồi Còn với chiếc Mi Pad 5 cơ bản là chúng ta sẽ phải chờ thời gian lâu hơn một chút Và quan trọng nhất một chiếc sẽ chạy là Snapdragon 870 Một chiếc sẽ chạy là 860 là trên phiên bản tiêu chuẩn của chúng ta Và cũng bởi vì thế nên mức giá của chúng ta cũng sẽ rất rất hấp dẫn Với chiếc Mi Pad 5 chúng ta sẽ chỉ có mức giá là khoảng 8 triệu đồng mà thôi Nếu đổi từ tiền nhân dân tệ sang là 2.000 nhân dân tệ Còn trong khi đó Mi Pad 5 Pro sẽ bắt đầu với phiên bản minimum option Chỉ là 2.490 99 tệ có nghĩa là khoảng 8,8 triệu đồng, nhiều khả năng về Việt Nam sẽ là còn khoảng 9 triệu và toàn bộ chúng được kết hợp với Dolby Atmos, được kết hợp với những cái âm thanh rất là hay và kèm theo là có khả năng sử dụng bút giờ linh hoạt không khác gì iPad cả thì mình tin rằng đây sẽ là một kèo cực kỳ thơm. Từ xưa nay chúng ta nào cũng nghĩ rằng là làm thế nào để mua Tab S7, làm thế nào để mua iPad Air 4 nhưng rõ ràng các bạn thấy không. Mi Pad năm nay trông vậy thôi nhưng cũng rất là ngon và chúng ta sẽ cần có một cái bài đánh giá chi tiết hơn khi mà máy về đến Việt Nam. Các bạn biết mình thiếu cái gì không? <laughs> Chắc chắn rồi, vừa nhắc đến giá của Mi Pad xong thì quên mất là chưa nhắc đến giá của những chiếc Mi Mix 4 thì mức giá và cho cái phiên bản minimum option của chúng ta sẽ chỉ là từ chín 4.999 tệ mà thôi Quy đổi ra tiền Việt có nghĩa là khoảng 17 ,6 triệu 6 Và nếu về Việt Nam thì mình nghĩ rằng nó sẽ loanh quanh là khoảng 20 triệu cho những đợt hàng đầu tiên Và dần dần sẽ giảm xuống là còn khoảng 18 triệu cho những đợt hàng tiếp theo Phiên bản thấp nhất của chúng ta sẽ là 8GB, 128GB và cao nhất sẽ là 6.299 tệ trong cái sự kiện dài lê thê này thì Xiaomi cũng đồng thời ra mắt thêm những cái phiên bản MIUI 12.5 được tối ưu hơn, mạnh mẽ hơn cho những phiên bản đời trước và kèm theo đó là nó sẽ còn được cập nhật cho những cái phiên bản Redmi K30S đổ lên. Và kèm theo đó là chúng ta sẽ có một vài những sản phẩm ví dụ như là loa thông minh này, màn hình mới của Xiaomi này thì những cái thứ này thì mình xin phép để cho những video lần sau có thể đánh giá. Như vậy chúng ta thấy rằng năm nay kể cả Mix 4 hay là Mi Pad 5 mình nghĩ rằng nó chỉ là một cái sự chám vào chỗ trống thôi ở ờ, trong tất cả những cái phiên bản từ trước các bạn để ý không từ đầu năm đến bây giờ bất kỳ sản phẩm nào Xiaomi ra mắt chúng ta cũng đều hơi có một cái gì đấy lấn cấn một chút có nghĩa là chúng ta có rất nhiều những cái đột phá mới những cái công nghệ cực kỳ mới nhưng mà rõ ràng mỗi chiếc máy ra mắt chúng ta đều đặt ra một cái dấu hỏi rằng ôi cái sản phẩm này nó thiếu cái gì đấy từ chiếc Mi 11 cho đến chiếc Mi 11 Ultra và đến thời điểm bây giờ thì mình mới nghĩ rằng chúng ta đã có một cái flagship đúng nghĩa của Xiaomi Chiếc Mix 4 nó hoàn hảo tất cả mọi thứ Nó làm tròn tất cả những thứ Từ những chiếc flagship trước Và mình nghĩ rằng trong đó có cả những chiếc đỉnh cao Như là Mi 11 Ultra luôn Và kèm theo đó là mình rất hóng cái chiếc Mi Pad 5 và Mi Pad 5 Pro cũng ra mắt trong ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao về những sản phẩm này? Đừng quên để lại ý kiến comment phía dưới và các bạn quan tâm đến những sản phẩm này có thể tham khảo trước ở 7S, đường link đặt hàng trước, tham khảo và tư vấn giá bán mình sẽ để ở trong phần mô tả. Các bạn hãy hay đừng quên bấm like, bấm subscribe, bấm chuông cho kênh YouTube của Và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.